Toshi Daily. Xin chào tất cả các bạn nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục chúng ta đến cái bài tập phương trình logarit của môn ngay giải tích 12 nhé. Các bạn chúng ta đang xem live, các anh chị chúng ta đang xem live, chúng ta vui lòng chúng ta chia sẻ cho những bạn chúng ta đang học lớp 12 nhé. Và bạn nào chúng ta có nhu cầu chúng ta học trực tuyến, học online với thầy để chúng ta theo kịp cái chương trình ở trên trường ấy, thì các bạn có thể inbox cho thầy nhé, để chúng ta có thể nắm cái lịch học cụ thể như thế nào nhé. Rồi bây giờ chúng ta đi vào chương cái bài tiếp theo của cái phần chương số 2, đó là bài phương trình logarit. Giải tích 12 chương 2 nhé. Bài phương trình logarit. Rồi, phương trình ở bài trước chúng ta đã giải một số dạng bài tập phương trình mũ nhé. Thì ở đây ở trong buổi này chúng ta sẽ đi vào một số bài phương trình logarit. Thì các bạn lưu ý là cái tên gọi chúng ta đã thể hiện là cái dạng phương trình rồi nhé. Phương trình mũ là bao gồm mũ ha, phương trình logarit thì chúng ta sẽ bao gồm những phương trình liên quan đến logarit, và sau này chúng ta sẽ có một số phương trình kết hợp. Phương trình sao? Phương trình sao? Logai của một trừ logai của 16 bằng không. Kiếm các bạn chúng ta học và đăng ký học online thì cố định nha, chẳng hạn như là các lớp 12 thì thấy là chúng ta nên học buổi tối, hợp lý hơn. Số bạn này sẽ sắp nối lại những cái môn chính chúng ta buổi tối vào lúc cỡ 7:30 nhé, 7:30 đến 9 giờ thường như thế. Lớp 12 quan trọng thì có thể là tối 2 đi vào phần đầu tiên. Mẫu hay phương trình luôn như đó là điều kiện chúng ta bao gồm hai ý sau. Như vậy chỗ này chúng ta phải lưu ý là một điều kiện của này là một phải x cộng một phải một nhé. Đấy, rồi bây giờ đích mục tiêu của cái một cái phương trình logarit, cái phương pháp phải chuyển ảnh về cùng dĩ cùng cùng một dạng giống nhau. Này chúng ta sẽ chuyển với cái này nhé. Vậy tương với này, ở đây thầy sẽ cộng 1 16 này qua bên phải, vậy 2 x cộng 1 này của x cộng 1 16. Thì ở đây ấy, thì chúng ta phải làm sao để ảnh bên này ảnh về lô 2 của x cộng 1. Đây là logarit số 2 của x cộng 1 này. Thầy sẽ đảo ngược cái này thì 1 phần
16 của x cộng 1. Đấy, bản thân là biến căn này về cái số số nguyên đã số này nha. Đây và chút nữa thì nó sẽ tăng ngay của x cộng 1 này bằng 2 mũ 4. À, như vậy đây, chuyển về phía, như vậy 2 mũ 4 mà chuyển về phía trước là 16 này thay đổi thành 2 mũ 4 này. 2 mũ 4 này. Thì khi chúng chuyển về mũ của anh cơ số ấy, thì ở đây thầy sẽ chuyển thành nhá. 1 phần alpha là 4 này. Lô cơ số 2, 2 của được chưa? Ở đây thì bằng 4 rồi. 4 là 1 4 là như này. Thì mà ta có bằng 2x cộng 1 bằng 1 chia này. Chúng ta chỉ là hai này giống nhau rồi. Lúc này bình phương bằng 4. Như vậy ta bỏ bình phương đi. Vậy là có hai giá trị. Số 2 của x cộng 1 bằng 2 số 2 của x cộng 1 âm 2, được chưa? À, và ở đây thì ta nhắc lại cái định nghĩa của logarit cho chúng ta nắm, để là chúng ta xử lý cái bài này. Đây đây luôn này, lô AB này B bằng gì? B à. Đấy, các bạn nhớ thế này, AB bằng C thì B bằng A của C. Đấy. Rồi. Như vậy ở đây là rõ ràng là thằng máy đấy. Anh đi là số 2. Đấy, ta nhân cho nó x cộng 1 bằng 4 và chúng ta là 2 mũ trừ 2 bằng 1 phần x cộng 1 bằng 1 phần ta chuyển vế. Thì vậy x của chúng ta bằng 4 trừ 1 bằng 3 hoặc là x bằng âm 3 phần phần 4. Cả hai đều lớn hơn âm 1 và khác không hết. Như vậy ta nhận hết cả hai nghiệm này. Được không? Như vậy thực ra là đối với thì việc đầu tiên khi chúng ta xử lý đa số những phương trình nói chung là logarit không đâu. À, thì phải đi đặt điều kiện. Đầu tiên à, để chúng ta giải xong nghiệm x ấy, thì chúng ta phải loại nghiệm đi hay không, và là chúng ta sử dụng cả điều kiện để chúng ta giải những cái bài nâng cao ha. Cho nên việc đối với việc giải phương trình cực kỳ quan trọng ngay từ đầu. Nhật đó là gì? Chúng ta chuyển về thức à, mang tính lập nhau để làm gì, khi nó giống thì ảnh trở thành một cái dạng chẳng hạn như bình phương mũ 3, 3 mũ, chỉ cần giống nhau lặp lại thì gộp ảnh lại thành một dạng lũy thừa, sẽ khai cái biên của căn bình với biên phải chúng ta sẽ có được không nhỉ? Rồi ý tưởng là như thế, ý tưởng của một bài tập là như thế. Ta nắm ý tưởng để bài toán rồi chúng ta sẽ triển khai bằng trong trắc nghiệm thì chúng ta sẽ không không phải làm rắc rối như thế này, nhưng mà ở trên trường kiểm tra 15 phút này nọ thì là các bạn chúng ta sẽ tự luận như thế này nhé. Bản rồi bài số 2. Logarit cơ số 2 bình phương trừ log phần 2 của x
Trong những cái buổi live này ở Tăng Cường, chúng ta sẽ đánh Tăng Cường vào phần toán nha. Các bạn phổ thông chúng ta nắm là thầy đang dạy các lớp toán từ lớp 12 nhé. Các hai khóa luyện thi, một là lớp 9 là lớp 10, hai là lớp 12 là các anh chị chúng ta, mấy bạn lớp 12 là chúng ta thi phổ thông, thi trung học phổ thông có luyện thi. Ngoài ra thì các 9 đến 12 thì học cũng theo chương trình ở trên trường nha. Thì học online thì chúng ta lợi nhé. Thứ nhất là chắc chắn mình sẽ thấp hơn so với việc học trực tiếp. Thứ hai là nó thuận tiện hơn. Còn về hiệu quả thì từng bạn chúng ta nhé, nên chúng ta cũng yên tâm về việc học online. Bây giờ học online nó cũng chất lượng nó cũng như nhau à. Đấy, quan trọng là có phương pháp nó phù hợp với từng bạn. Chúng ta đi vào phần số 2. Rồi bây giờ cái đầu tiên khi phương trình thì ta phải đi làm cái gì? Cái là môn toán hay là giúp cho chúng ta gì tư duy nó đấy, các bạn nào chúng ta học toán mà được cái trang bị nền tảng toán nó tốt logic, một cái vấn đề nào đấy chúng ta sẽ nắm cũng trong quá trình à. Thì đối với một việc giải một thì cái việc quan trọng nhất khi ta bắt là phải gì đặt điều kiện dễ đến bài toán khó là phải luôn luôn có điều. Thì ở đây chúng ta nhìn vào các dữ liệu của đề này. Thì ở đây đề bài dữ liệu chỗ căn biến x này, biến căn x này lại chỗ cái căn này, đúng không nhỉ? X lớn hơn hoặc bằng, nhưng mà không thể bằng không được vì sao? Căn nằm trong logarit thì chúng ta bỏ không. Nhưng mà điều kiện chúng ta xong. Vậy ý tưởng của bài toán này tưởng ngay từ đầu đó là những cái biến, những cái biến nó đang nằm ở những dạng khác nhau thì biểu thức giống nhau. Đây là lô 2 của căn x đây, các bạn thấy không nhỉ? Anh này là lô 2, một cái bài rõ ràng cái ý tưởng ta đưa gì đây nhỉ? Lô cơ số 2 của x. Không chứa căn ở trong lô ga cũng không không chứa phân số ở cơ số. Đấy là cái ý tưởng làm cho nó đẹp trước khi chúng ta đặt ẩn phụ. Về chỗ này chúng ta ý tưởng là căn x nha. Lô 2 của anh căn x này mà nhớ này nó rất là phức tạp nhé. Để không để ý cái bình phương này coi như là lọc bình của lô ga, cho nên ở đây là ta phải đặt cái giống à lô của máy nha, hai hai này bình phương thấy như vậy ta đưa cái bình ra ngoài cái lô ga thì ta phải đóng lại một cái gì, một cái mặt vuông à, này là hai mũ âm một bằng không. Thầy chuyển cái này về phía trước ha, mình lấy luôn như vậy, chỗ này là rút gọn số 4 này, qua bình phương là 1/4 lô bình của 2x trừ âm 1 âm với âm là dưới 2 ăn xuống mình những cái gì mà giống nhau. Ở đây là lô 2x là anh này là giống rồi. Như vậy đó bạn ta đặt đi cũng được hoặc là đặt tìm đúng mới tính nha. Phương trình bậc 2. Bằng 1, có B bằng 1, C bằng âm 2. 2. Mất âm 3. Thì vô chúng ta ra được nghiệm ha. Sao nè, chúng ta có hai nghiệm nè.
lô 2x bán 1 lô 2x bán 2. À, như vậy ở đây thì thầy sẽ dùng cái công thức loga nhé, là lô 2x bằng mấy, bằng 2 mũ 1 bằng 2, 2 là bằng 2 mũ 2 là bằng 1 phần trăm nhé. Chúng ta so sánh điều kiện, ok hết không? Đây. Đây các bạn nắm được đó, ta đi vào tiếp chữ phương pháp trình bày lộ trình. Chúng ta nếu mà điểm ta có bài toán chúng ta phải có ý tưởng giải từ đầu, phương pháp rồi chúng ta mới triển khai, được không nhỉ? Bài số 3. Sao 29 cộng đô của x cộng 1 phần 2. Đa số môn toán ta lên này, nhiều bạn là nhìn ra cái hướng giải rất là nhanh, tuy nhiên là trong quá trình giải thì lại sai sai bởi vì là tính toán không khác. Còn nhiều bạn tưởng nhưng mà cái quá trình mà chúng ta nhìn về cái phương pháp giải thì nó lại không nhanh, thì để chúng ta đạt được cái quả cao nhất đó là gì? Phải nhìn ra cái giải cho chính xác, cho đến cái kiến cho chính xác. Được. Bởi vì bây giờ chúng ta tốc hành thời gian cũng quan trọng lắm nha. Là cái phương pháp cho cái việc trung học phổ thông nhé, quốc gia. Còn chính thì sẽ may là phương pháp sẽ là như thế nào, tự luận thì nó yêu cầu em còn môn môn toán ấy, thì cái người địa lý ấy, là đa số là bạn đi từ 8 rưỡi, 8 rưỡi là ta không cao hơn ấy, thì đòi chúng ta phải nghiên cứu thời gian, bởi vì cái điểm mà từ đến điểm 10 ấy, chung là khó đẳng thức hoặc là những nội dung mà về khoảng cách này nọ nó. Cho nên là chúng ta cứ hoàn thành ở ngưỡng điểm là 8 rưỡi, bạn nào chúng ta ở ngưỡng là 7 rưỡi 8, môn chúng ta chỉ cần 3 môn mà cỡ 7 rưỡi là trường nào chúng ta thể là rộng mở chúng ta đi vào, cứ cứ ôn luyện thép cho nó khoa học một tí là chúng ta có cái gì ha. Ở trường của các bạn ta chọn mục tiêu và sau đó ta phân cái bài toán này như này, để em đây xử lý một cái bài toán cho nó nhanh. Thì đặc biệt là khi em ta nhìn vào một bài toán em ta phải cãi ngay từ đầu. Đối với việc thì ta nhìn vô đối với những cái bài luôn ra như thế này thì ý tưởng giải là chuyển ảnh về cùng biểu thức, ảnh mà khi bằng ảnh phụ được. Như vậy đó là ở đây là chúng ta đã có lô 9, thì rõ ràng cái lô 3 này là lô 3 của x ảnh đang là tối giản, ảnh không còn được nữa, nhưng mà anh lô cái ảnh có thể rút gọn được vị trí bằng 3. Như vậy rõ ràng cái bước đầu tiên ta đưa cái anh lô 9 này về lô 3, được không nhỉ? Điều kiện nhé, bài này thì điều kiện quá đơn giản, anh có gì x khác không?
Nghe tiếng lớn không? Rồi. Trong cái bài này có một cái bài nhỏ như này. Thầy đã để ý cái chỗ này nè, nhắc đi nhắc lại. Ta để nó rất nguy hiểm nha. Vườn cương này nó nằm trên. Thì đa số chúng ta nếu chúng ta không để ý là anh cần ba bình chuyển số 2 về phía trước. Bạn bác rồi đó. Cái bình phương này ta để ý em nha. Cái bình phương này là bình của chúng ta phải đặt ở đây gì? Đặt ở đây một cái ngoặc. Thì chỗ này ta đặt ở ngoặc vuông nhé. Vậy chiến của x bình chiến này đổi thành gì? Đổi thành luôn đây ba cộng lô lô bảy hai không và này là hai này chỗ này là một phần hai chuyển về đây nhá mình lấy luôn là một lô bảy bình lô bảy ta rút gọn rồi hai rút gọn ta rút gọn luôn đâu đã là thấy là chạm các bản giờ có máy tính hai một sinh trải nghiệm là máy một chúng ta bằng ba mũ âm một là một so với điều kiện ta à. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục bài số 4 là một cái bài mà bài này cũng là một cái khá là quen thuộc trong với giảng của thầy nhé. Dạ em tin sao căn hai cộng một loga học bốn x chúng ta suy nghĩ một tí đi mà phút sau đó thầy sẽ đi hướng dẫn các bạn. Cái lộ trình mà lễ luyện thi phổ thông quốc gia ấy, thì chúng ta để ý là ở giai đoạn này này thì là nếu bạn nào học nhanh ấy, thì đa số là chương trình thành rồi đấy qua test qua test âm test đến qua test âm luôn ấy chúng ta sẽ bắt đầu vào phần luyện đề nhá và đến tháng 3 là bắt đầu là giải đề khi chúng ta thi thì đó là cái lộ trình để mà chúng ta chuẩn bị cho một cái kỳ thi trung học phổ thông đấy cho nên như bây giờ chúng ta theo chương trường ấy, thì cho các bạn chúng ta luyện đề thì quá ít bạn nào mà chúng ta nắm cái lộ trình chúng ta đang đang ở cái quá trình ta ôn chuyên đề chúng ta lọc
kiến thức bề dọc và lọc kiến thức chúng ta ngang nha. Lãng đòi hỏi tổng hợp, tổng hợp tất cả các kiến thức ta tổng vô ta làm. Còn đi thì là gì, chúng ta đánh sau vô từng mảng, từng mảng chuyên đề là phải đi trước, phải thống kê được, các bạn phải thuộc được cả những cái chương nằm trong chương trình toán lớp 10, 11, 12. Bạn có thể một sự tổng hợp đấy, và nắm được cái đề thi của chúng ta là bao nhiêu cao phần nào, mức độ nào. Chẳng hạn như bây giờ mức độ cao đó phải nằm trong cái chương trình của lớp 10 hay là lớp 11. Các bạn cần phải hiểu như thế, chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan về cái đề, được không nhỉ? Đấy, triển khai được cái việc là ta phân gian chúng ta giải từng cái câu trong đấy, câu nào dễ xử lý nhanh dành khoảng từ 30 giây đến 45 giây, nhưng mà những ở câu, những câu phức tạp hơn chúng ta tăng để thời gian nhiều cho những câu ở ngưỡng điểm nâng cao. Bởi vì một cái câu mà ở ngưỡng thôi là các bạn giải, nếu như mà cho ra đi thì cái gì ít nhất cũng phải 15 phút. Nói thầy nói, thầy nói này là thực tế. Còn nếu như chúng ta đánh run tỷ lệ mà 25%, đúng không, thì chúng ta cơ hội đấy. Nhưng mà run đúng cái mình đã nghiên cứu thì cái tao hơn. Bây giờ ta được nửa nửa cái giả thiết rồi, chỉ còn lại 50 thôi, thì ta run đúng quá thì cái tỷ lệ là 50%, tỷ lệ chúng ta cao hơn. Và nắm phương pháp chiến lược một cái đề thi. Bây giờ chúng ta tiếp tục này. Một, đầu tiên hồi nãy thầy đã phân tích rồi nè, với một cái bài tập bất kỳ một bài tập nào, như là những bài giải phương trình, bởi vì về câu chữ nhìn vô là thấy phương trình đó. Cho nên là mình nhìn vô mình tưởng để mình giải quyết cái bài này. Bây giờ ở đây có đến đồ mà đều khác nhau hết luôn này, đều khác nhau hết, thì chúng ta phải nhìn vô cái gì? Bây giờ cơ số giống rồi nha, cơ hai, cơ này cơ bốn, cơ này cơ hai, như vậy cơ hai. Rồi ở bài này ta đặt điều kiện, bài này 7 nằm trong điều kiện nha. X cộng 3 lớn hơn 0. Cái này là x trừ 1 này. X trừ 1. Cái này lưu là x trừ 1 8. Thì bản thân cái này là lớn hơn 0 sẵn rồi. Còn cái này là lớn hơn 0 sẵn rồi. Thì ta chỗ này đặt điều kiện ta một là không phải là x trừ 1 lớn hơn một khác một, chỉ cần khác thôi, bởi anh này lớn hơn không rồi. Cái thứ hai là bốn x, là x lớn hơn âm 3 và x khác một này, chẳng phải là x lớn hơn một nha, anh này là mất tiêu luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ mục tiêu của chúng ta là sẽ chuyển về cùng biến đổi được theo dạng như đó. Hồi nãy là chúng ta biến về giống nhau, này chúng ta sẽ xử lý là biến về cùng cơ căn 2, thì chỗ này là 2 phần 2 thì chuyển về luôn ha. Chỗ này làm nhanh nhanh chỗ này đi, phần 2 này anh này là 1 chứ 1 phần 2 là 2, vậy lô 2 cộng phương chuyển vế luôn, vậy 1 phần 8 của x trừ 1 lô của 2 của x trừ 1 mũ 8 lô 2 của 4. Rồi tiếp tục
Quế này nè, tám này chính là cái bãi lớn này, bãi rất là lớn ha. Khi chúng ta khai căn xuống ấy thì lưu ý là phải đặt trong đó thì tuyệt đối. Vì sao mũ chẵn chúng ta khi chúng ta bỏ một chắc chắn phải có chuyện đó, bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì cái trị là nó làm cho giá trị âm cũng trở giá trị dương luôn. Vì trị của âm 2 là bằng 2. Đấy. Loga bằng loga cơ số 2. Được. Như vậy loga cơ số 2 của máy hai luôn mà cùng x. Được chưa? Và làm khi hai cái bên hai vết cùng lô đây à, rồi x cộng 3 1 bằng 4x. Giờ làm sao vậy? Trường hợp 1 xét x lớn hơn 1, lớn hơn 1 thì anh này là lớn hơn 0, không đổi dấu. Cộng 3 trừ 1 bằng 4x. Này giải khai nhé. Thầy cho nghiệm chỗ này luôn. X bằng 1. Trường hợp 2. X 0 bé hơn 1 cộng 3 là khi mà cái anh này âm này chạy đầu trừ x này bằng 4x này có máy tính ta được khai nghiệm x bằng 3 phẩy 2 căn 3 trừ 3 ta loại anh nào, loại anh 3 này. Vậy chúng ta nhận hai nghiệm đó là bằng 3 trừ 3. Như vậy ta khoanh lại nhé, ta khoanh lại như vậy bài này là cái ảnh lô 28. Bài tập nó thường xuyên chúng ta nhìn vào ngay à, cái này là cái bài bài của mình gặp cái né ra liền. Được không nha? Mũ chẵn thì chắc chắn phải làm gì? Để là để. Rồi hôm nay chúng ta làm việc đến ở bài thì thầy sẽ tiếp tục đi tiếp vào những cái bài logarit nhé. Chương này chúng ta còn một số bài nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào các bạn.